cảnh báo một cục thi thạch có khối lượng và cục cưng mũi con voi đang rơi vào đáy đất tất cả chuẩn bị sơ tán để đó cho Zenith này lo anh <laughs> cấp mới nhất của ta không không xong rồi đánh tới mức treo cơ luôn mà nó không sao hết cứ để đó cho tôi cậu là ai 74 Saitama thành viên của shop Freedom Gamer xin chào các bạn Oh. ba cái đồ yêu này sắp bị tầng gamer lo được hello xin chào anh em chào mừng đã trở lại với quý tầng gamer youtuber bự gạt số 1 việt nam hôm nay thì update nhỏ update nhỏ lắm anh em nếu mà anh em thấy mà update này không hay thì đừng quên để lại một like cho game on star tower defense nhé <laughs> rồi ở đây thì amin đã cho mở hộp quà 2 rồi hộp quà 2 không phải bóc hai mà là chip mệt bóc hai đó Hợp quà 3 thì vẫn còn chỗ chấm hỏi như thế này là không mở được nha Nhưng mà tôi thấy là Thật là không uổng công khi để 41 hợp quà Lý do là hợp 1 ngon Hợp 2 thì tôi nghe đồn cũng tạm tạm Tôi mới cũng vậy cho nên tôi cũng không biết đâu mà Tôi nghe à, ai đó nói cũng mạnh lắm à, Tôi có được 26 hợp 2 lận Đó, đây Orin hit đầu cam nha Đầu cam Đầu cam là anh em của đầu đỏ đầu đỏ là xanh đầu đỏ rồi này là đầu, đầu cam nhưng mà thật ra thì nó trong một bộ phim anime khác thật ra thì anh ấy là tông bộ um, fairy Tail nha gildan 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 tông bộ fairy tale. mà cái đầu của anh ấy màu cam hay sao cho nên I amin mean mới nói là đầu cam chứ chứ dịch nó nó tên gì quên mất tiêu rồi kệ nó nói chung là những con này là 6 sao hết và có thể chay được anh em thấy chưa mới vô một nghìn tám rồi nè lấy một đồ miễn phí nha rồi mình đây mình đi mình khoe thứ ra là con này nó mạnh yếu ra sao ờ, chắc là cũng không mạnh lắm nhưng mà một nghìn đam à có thể là nó sẽ mạnh hơn bốc một bốc hai sẽ mạnh hơn bốc một một xíu chăng nhưng mà dần dần tôi cảm thấy như bóc ba có vẻ ổn nhưng mà update thì thấy nó vẫn cùi nó chỉ có cái hộp này thôi à, mà mình rặn từ từ như thế này thì cũng không ổn lắm đâu rồi tôi sẽ bắt đầu review ở quay 6 cho nó lẹ Mấy cái con này mà đi 15 quay để lấy một con thì nó hơi bị tốn thời gian và nó hơi bị tào lao Đó Mới vô là 550 Phải chứ 500 tiền thì đặt được ha 550 thì nó mới vô đặt không được Hơi yếu một xíu 1.000 đam Nếu mà mắc đây thì có thể lên được 2.000 đam Dạo này quái nó thường thường là vậy Giá là 1.000, 2.000 anh em Không, không có rẻ đam nó cỡ này không à không có ít hơn rồi upgrade đây một coi mấy upgrade, đây chắc nhiều đó một ngàn đánh 5 giây hả cũng được <laughs> rồi làm phát nữa hai 2 ngàn bảy phạm vi cũng lên ba mươi mấy rồi con này cây được nha tôi còn hai mươi mấy hộp quà nữa là để chiêu là đập xuống đất và sử dụng uh, peri theo nhưng mà sử dụng bơm vĩ thú tên tay Uh, ý lộn sarin tên tay đập xuống đất uh, đất bay lên uh, cao uh, và rót xuống chết con quái. <laughs> không, không hiểu nổi, um, nhiều nhân vật quá. Fairy Tail thì tôi có coi nha, nhưng mà sao tôi thấy con này nó vẫn lạ anh em. Vẫn vẫn lạ nha. Chắc có lẽ là do nhìn trong đây nó lạ quá, vô trong uh, phim nhìn nó mới ra được hay sao á. Upgrade 3 là ngàn À uh, upgrade bốn luôn, nó chỉ lên ram là chính thôi, đó. À, upgrade up 5 là tới 15.000 tiền lận À, con này có vẻ như mạnh đó Upgrade 5 là 15.000 tiền luôn anh em 15.000 tiền, tiền đâu up <laughs> à, Đắt đỏ dữ vậy À, chỉ mới tới upgrade 4 thôi À, là được 5.600 rồi Upgrade 5 là cộng lên 11.000 đám nữa lận Tức là 5.000, tức là 17.000 16.000 mấy, gần 17.000 Nhưng mà vẫn chưa xong nữa Con này có vẻ như hơi đắt một xíu nhưng mà có vẻ ngon anh em nhìn có vẻ ổn đó còn cái này còn phải làm ba cái ốp nữa lận mà bây giờ ốp đây tiếp theo đến 15 000 ngàn rồi trả lẽ 15 000 ngàn sau đó nó lại giảm xuống còn 2 ngàn hay sao nên là tôi nghĩ chắc là ngon đó à, con này đi story không biết up full nổi hay không nữa ta à, đây 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 Up lên up lên đó 15 000 ngàn ấy da mới có 6 000 ngàn anh em <laughs> rồi 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 đủ tiền rồi 30 000 ngàn <laughs> rồi up lên nha Uh, upgrade 5. What? <laughs> con này con này đi story không nổi rồi <laughs> Upgrade 5 là được là 15 16.000 mấy rồi. Nhưng mà upgrade tiếp theo là cần tới 100.000 tiền lận. Con này còn phải hai upgrade nữa lận. Đi xấu đi đội quân rồi. Thôi <laughs> đổi qua đi cái khác cho nó mạnh hơn vậy. À, bây giờ thì không sợ thiếu tiền nữa nha nãy giờ để bố đóng tiền lên đây rồi <laughs> Lặp lại nè dọc thì chứ đi review mà còn thiếu tiền nữa chứ à, rồi à, chỉnh lát luôn đi một hai ba bốn năm bốn năm đó là 17 bảy ngàn đam rồi ấp một phát nữa là lên chiêu cờ rút nữa nè đó chiêu này là có cờ rút ở đây nữa à, không biết có liên quan gì không à, cờ rút quá tám trăm ngàn tiền chiêu cơ này đánh ghê ta không biết có hiệu ứng hay là cái gì hay không Ờ à, này chết hết trơn rồi à, dù sao cũng lên được gần 100 trăm ngàn đam rồi mà đầu ăn xin mà như vậy là xịn lắm à, bỏ mấy con này luôn đi bỏ gì luôn đi ôi đầu ăn xin này ngon anh em có chơi skill ch kêu nữa à, tôi nghĩ chắc không có hiệu ứng gì đâu đánh gió thôi mà chắc không có chảy máu đâu đam gì mà chảy máu nữa ai chơi rồi tám trăm ngàn đam 720.000 <laughs> 720, anh em. 720.000 cho một con hộp quà 2 ở level 4, cho <laughs> level 1 luôn đó. Tức là khoảng 1 triệu, 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi đam cho một con hộp quà mà ai cũng có thể xin được và tôi còn 25 hộp. Nhanh chân lên số lượng có hạn. Tôi còn 25 hộp quà Và một con là khi full update khoảng 1 triệu rưỡi đam Thôi con này để dành farm ram cũng ngon luôn anh em Ôi ôi có cái hộp quà hai thôi mà Ai bên mean, nữa cần phải làm quá vậy không Thì tôi đang tự hỏi bây giờ hộp quà ba nó sẽ như thế nào ta ah! <laughs> Con này đi tiêu cũng ngon nha Không đánh e được Không có skill Nhưng mà phạm vi với tốc độ đánh thì thuộc dạng tầm trung Đánh 5 giây một lần thôi Phạm vi thì chỉ có 50 thôi Số tiền thì gần 100 ngàn chín ấy lại 900 ngàn chứ gần 1 triệu 900 ngàn nhưng mà nếu mà mắc đế vơ là cũng được anh em nào mà không có con nào mạnh thì hãy đầu tư một con này đi sức mạnh nó cũng ngang ngang với cái dạng như là uh, ray hoặc là anh hùng khiên đó ngang ngang vậy đó demon slider hình như mạnh hơn xíu đúng không kiểu ngang ngang vậy ngang tầm những con đó nè mới chỉ là hợp quà hai thôi à Đó cho tôi nói anh em rồi tôi kêu mua thiệt nhiều hợp quà ba đi mà không chịu mua nhiều để dành đi Quy đã ăn xin được 41 hộp quà 3 rồi Hộp quà 1, hộp quà 2 như vậy, hộp quà 3 thì nó sẽ như thế nào Như thế nào là như thế nào đây, đặt thêm con đây nữa giờ đẹp đều... Nhưng mà nó hơi đắt tiền Nhưng mà với số, số tiền này thì có thể đặt được Cũng không có đắt lắm à, Xong chiêu skill rút là được um, Gần 100 ngàn đêm Còn lại 80 ngàn tiền <laughs> Tính ra giá này cũng không có rẻ hơn uh, Sasuke nhiều đâu nè <laughs> uh, Khoảng một, 900 ngàn nha 900 000 tiền cho một em như thế này Ồ đam khủng đó Tôi nói thiệt lấy con này đi farm đam thôi Lấy con này đi sệt đi infinity là cũng đủ cái nhiệm vụ đam Nhiệm vụ đam là 500 triệu đúng không Lấy con này đi nha Lấy con này đi với là con này đánh e nữa nữa mới được Sau đó là chúng ta sẽ đi boost đam Boost đam như thế này thì um, Bao ăn mua cái nhiệm vụ đam nha à, Để boost ra cho anh em coi mặc dù ai cũng thừa biết cái từ Ai cũng dư, dư biết là nó được bao nhiêu đam rồi Nhưng mà kệ boost trên nó có đó, làm hành động dư dã, à, thừa thải đó 1 triệu rưỡi nè Ở Chưa nè, à? mới level 4 thôi nha Chưa chưa, để chờ hết đi Rồi tôi sẽ boost cho anh em lên bà. 2 triệu 1 <laughs> Level 1, 2 triệu 1 nha Cỡ vậy là 4, 4, với 1 cũng như nhau à Tức là nếu mà bắt up đây Con này có thể lên được 4 triệu 2 4 triệu 2 đam cho một con ăn xin Đây quên. Hình như con này nó chưa lên Không sao tôi không có tính đeo tớp là làm gì hết á nên cứ bút thôi đây hai triệu 4 cho một con hai <laughs> triệu 4 cho một em um, cái bàn thôi một hộp quà hai bình thường bé nhỏ đơn sơ thôi lúc xưa nó không có gì hết á ai cũng nghĩ là không cần tôi cũng nghĩ là hộp quà một với hộp quà hai là bỏ đi không không cần tới anh em không thèm tới nhưng mà sao nó mạnh kinh khủng kinh dị thế này à, vô 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 lúc sasuke lên cho nó đánh e mới được đó. Go <laughs> khủng 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 anh em. Cái này kết hợp với con đánh e nữa là ổn nha. Nếu mà mắc update sẽ lên được 4 ,2 triệu 2 đem Đánh 5 giây. Đánh kiểu này là kiểu này kiểu cơ bản là tốc độ đánh với lại thời gian là nó hàng 5 năm, năm hết. phạm vi là 50. Rồi tốc độ đánh 5 giây là cái kiểu đánh cơ bản rồi. Cái dòng đánh nó cũng cơ bản. Cái góc bẹt của nó thì cũng cơ bản. Cái này bẹt rộng hay bẹt nhỏ như nó cũng vậy. À. Nó không có bao được bao nhiêu hết đó. Giờ bẹt nhỏ hơn nữa nó đánh cũng bao nhiêu đó. Mà bẹt lớn hơn nó đánh cũng vậy à. Ồ vậy là con này ngon anh em Giờ mới biết luôn nha <laughs> à, Đó Ghê chưa Rồi vậy thôi um, Tới đây thôi Hôm nay lượm được hộp quà hai này cũng ngon rồi Tôi còn hai mươi mấy hộp nữa Không biết ai xin ăn hay không à, Xin ăn để để bình luận đi Lâu lâu tôi, tôi xin à, Lâu 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 tôi cho chứ lọc Rồi bye bye anh em Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo